Em kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa các quý anh chị đồng nghiệp. Hôm nay em xin báo cáo về ca lâm sàng về cấp cứu ho máu do dị vật phế quản. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu dị vật phế quản nó là cái gì. Thứ nhất, dị vật phế quản là những cái dị vật xuất hiện ở đường thở, có thể từ đường thở, đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới, từ mũi đến đến các phế quản. Và các cái dị vật đường thở như thế này thì hay hay gặp ở trẻ em. Theo một cái thống kê năm 2015 tại Mỹ thì đây là một nguyên nhân gây tử vong thứ tư của trẻ em. Và đối với người lớn thì cái xác suất gặp cái dị vật phế quản này chỉ có 0,66 trên 100.000 dân ạ. Và cái bản chất của dị vật này thì thường là kim loại, thì thường là đối với những cái bệnh nhân bị rối loạn tâm thần thì hay ăn uống hay cứ người ta cứ gặp cái gì người ta sẽ ăn cái đấy, nên sẽ có chuyện sặc vào đường thở và gây dị vật ạ. Còn một số các cái khác như thức ăn hoặc là các xương của động vật hoặc là các cái hạt của các loại quả, thì các nguy cơ của nhiễm dị vật phế quản này thì gồm đối với những bệnh nhân bị có rối loạn ý thức, thường có lẽ do chấn thương hoặc do nghiện rượu. Nữa là đối với một số bệnh nhân cao tuổi, là bệnh nhân cao tuổi thì liên quan đến việc cái chức năng nuốt của người ta thì dễ hay bị sặc. Và một trên trên nền của một số bệnh nhân bị các bệnh lý về thần kinh như Alzheimer hoặc là Parkinson. Alzheimer hoặc là Parkinson thì việc chẩn đoán của dị vật phế quản thì như thế nào? Việc chẩn đoán thì nếu nói là dễ thì rất là dễ, bởi vì sao? Bệnh nhân vào vì hội chứng xâm nhập thì có triệu chứng là khó thở, tím tái. Sau khi ăn bệnh nhân rất là sặc và khó thở tím tái, khó thở thanh quản, và mình có thể nghe tiếng rít. Và đây là một cái nghiên cứu về về nghiên cứu để người ta xác định xem là dị vật phế quản thì thường hay gặp ở đâu. Thì thông qua nghiên cứu này chúng ta thấy là bên các cái phế quản bên phải thì hay gặp nhiều hơn. Và triệu chứng lâm sàng thì đối với triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân thì nó phụ thuộc vào cái mức độ tắc nghẽn, vị trí và kích thước của dị vật. Thì lúc đấy chúng ta xem có hội chứng xâm nhập gì xâm nhập hay không, hay việc khó thở thanh quản như khó thở thanh quản. Và thường ấy, thì nếu mà bệnh nhân diễn biến cấp tính, việc khó thở thanh quản thì vào viện vì hội chứng xâm nhập thì chúng ta đã rõ rồi. Nhưng đối với một số trường hợp khó, tức là bệnh nhân có hiện tượng ăn bị sặc từ rất lâu rồi hoặc người ta không nhớ, và sau đó người ta bị cái tình trạng viêm phổi tái đi tái lại rất nhiều lần vào viện, thì đấy là một trong những cái trường hợp mà mình phải đặt ra xem có dị vật phế quản hay không gây các biến chứng của người ta. Biến chứng như là ví dụ như việc viêm phổi tái đi tái lại, thì theo một nghiên cứu thì những cái trường hợp như này gặp khoảng 30% cái dị vật phế quản. Ngoài ra có một số các cái biến chứng khác như là xẹp phổi, áp xẹp phổi, ho máu và tràn dịch màng phổi. Về việc chẩn đoán của cái dị vật phế quản này thì quan trọng nhất là một các phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Thì đây là một cái nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng gì, X quang thì chỉ chẩn đoán được 26% bệnh nhân mà thôi, còn lại thì đối với dị vật phế quản thì một số những trường hợp thì X quang vẫn bình thường, chiếm khoảng 20%. Những cái trường hợp mà chúng ta chẩn đoán được dị vật phế quản trên X quang thường là những cái dị vật phế quản cản quang. Do đó X quang ngực thì chỉ có phương pháp mà giúp chúng ta định hướng mà thôi. Ví dụ đây, một trường hợp đây rất là rõ, chúng ta nhìn thấy đối với bệnh nhân này là một bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, thì chúng ta có thể thấy ốc vít và đinh ở trong lòng phế quản hai bên, bên phải và bên trái đều có. Nhưng đối với trường hợp này thì gần như X quang phổi gần như chúng ta không thấy biểu hiện gì cả. Bệnh nhân vào viện vì chủ yếu là tình trạng viêm phổi tái đi tái lại nhiều lần. Và khi chụp CT thì nhìn rõ hơn và sẽ có dị vật ở trong lòng phế quản bên trái. Và những trường hợp khác cũng vậy, CT sẽ giúp chẩn đoán rõ hơn. Và ngoài ra còn một phương pháp nữa, đó là gì? Nội soi phế quản. Nội soi phế quản thì đây là một phương pháp vừa để chẩn đoán và vừa để điều trị. Đây là một cái nghiên cứu tổng quan về nghiên cứu từ năm 1979 đến 2014 về việc nội soi phế quản để gắp dị vật. Thì thứ nhất thì cái tỷ lệ thành công ở trong phương pháp nội soi phế quản ống mềm thì chiếm chỉ được khoảng 89,6, tức khoảng 90%.
Thì tùy một số các nghiên cứu thì thường là chỉ ra rằng việc nội soi phế quản ống mềm thì tỷ lệ thành công cho gắp dị vật là chiếm từ 80 đến 90%. Ngoài ra sẽ còn có nội soi ống cứng. Còn đây là các hình ảnh nội soi phế quản của bệnh nhân. Thì đây chúng ta đã nhìn thấy hẳn cái tô vít, và hình ảnh bên phải đó là một cái xương của xương gà gắp ra, nó là một cái xương gà. Và điều trị thì điều trị việc đầu tiên thứ nhất là đối với tình trạng cấp cứu thì chúng ta có nghiệm pháp Hemlich để làm gì, để đẩy dị vật ra ngoài, thường áp dụng đối với bệnh nhân vừa mới bị xong và có triệu chứng của suy hô hấp cấp tiến triển. Ngoài ra thì chúng ta có các phương pháp khác như là nội soi phế quản ống mềm, thì là để thứ nhất là vừa để chẩn đoán xem có dị vật hay không, thứ hai nữa là gì, và để gắp dị vật, và tỷ lệ thành công của nội soi phế quản ống mềm chiếm 80-90%. Ngoài ra đối với tình trạng bệnh nhân viêm phổi tái diễn lại nhiều lần thì chúng ta có thể dùng kháng sinh. Và vấn đề corticoid thì người ta cũng đặt ra, nhưng đặt ra trong vấn đề là gì, bệnh nhân diễn biến cấp tính lúc mới đầu vào và hiện nay đang còn tranh cãi, và dùng ngắn ngày, dùng 1 mg trên kg trên 24 giờ, và dùng chỉ trong khoảng 3 ngày đầu thôi. Và ca lâm sàng của em đây là một bệnh nhân nam 64 tuổi, nghề nghiệp làm ruộng, lý do vào viện ho máu. Bệnh sử là cách vào viện khoảng 2 ngày thì bệnh nhân xuất hiện ho máu 20 ml, máu đỏ tươi không lẫn đờm, ho chỉ một lần, sau đó bệnh nhân dừng không ho nữa, thì người ta chủ quan không đi khám. Và hiện tại cách vào viện khoảng 1 giờ thì bệnh nhân xuất hiện ho máu trở lại, lần này số lượng máu nhiều hơn, khoảng 100 ml máu đỏ tươi, thì bắt đầu vào viện tuyến dưới, sau chuyển lên trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Khai thác tiền sử của bệnh nhân thì bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá 15 bao trên một năm, và không có tiền sử ho khạc đờm gì cả. Còn bệnh nhân khai thác lại, bệnh nhân có tiền sử ho máu 3 lần, mỗi lần số lượng rất là ít, và năm 2009, 2014 và 2018. Nhưng người ta chỉ vào bệnh viện huyện điều trị, và chúng tôi không rõ chẩn đoán người ta, người ta cũng không nhớ, và không có bất cứ giấy tờ gì cả. Và khai thác thì không có hội chứng xâm nhập. Thì tình trạng bệnh nhân thì bệnh nhân lúc vào viện thì trong tình trạng tỉnh, thì huyết động hoàn toàn ổn định, và lúc vào viện thì không còn tình trạng ho máu nữa. Và hiện tại cái x-quang của bệnh nhân thì có hình ảnh như vậy, và xét nghiệm các cái xét nghiệm về công thức máu, đông máu, về chức năng gan thận của bệnh nhân bình thường. Thì như vậy, đối với tình trạng lâm sàng của bệnh nhân như vậy, có tiền sử ho khạc đờm nhiều năm và hút thuốc lá, có tiền sử ho máu nhiều lần, có tiền sử hút thuốc lá và viện vì ho máu, thì bây giờ các anh chị nghĩ đến bệnh gì nhất ạ? Thì trên phim x-quang thì chúng ta chỉ thấy được một cái khối ở sau tim, chắc là thùy dưới của phổi bên trái. Vấn đề khối đấy là khối gì chúng ta chưa thể rõ được, vì x-quang chỉ mang tính chất định hướng thôi. Thì khi chụp CT lên thì sẽ có hình ảnh một khối gần như là kiểu của một áp xe ở thùy dưới phổi bên trái. Chúng ta nhìn kỹ thì cái chỗ đây có khả năng một cái vết cản quang thì có thể đấy là một cái dị vật. Và trên phim có tiêm thuốc thì chúng ta có thể thấy đây là một cái khối áp xe và có tăng sinh mạch rất là nhiều. Thì hướng xử trí của bệnh nhân này thì như thế nào để chẩn đoán cho bệnh nhân nữa? Thì sau 2 ngày nằm viện thì bệnh nhân không có tình trạng ho máu. Thế nên các bác sĩ quyết định là sẽ nội soi phế quản cho bệnh nhân. Để thứ nhất vừa để chẩn đoán xem cái nốt cản quang đấy nó là gì, và thứ hai để xem máu nó chảy từ đâu ra. Thì đây chúng ta tiến hành nội soi phế quản cho bệnh nhân. Thì mới đầu khi đưa vào cái phế quản gốc thì chúng ta thấy đã có máu rồi, đã có máu chảy từ dưới lên rồi. Đây đã có máu thì bên trái rồi, bên phải cũng đã xuất hiện máu rồi. Và đây gây tê. Và bên phải thì cũng đã có máu rồi, trong lòng phế quản bên phải đã có máu rồi, bên trái chúng ta chưa nhìn thấy gì nhiều, nhưng bên phải trong lòng phế quản bên thùy đây trên thùy đỉnh đỉnh phải thì không có vấn đề gì ạ, nhưng khi bắt đầu xuống dưới thùy giữa chúng ta đã thấy có máu rồi,
nhưng khả năng đây là máu là từ bên trái sang. Vậy trên thứ nhất, trên PCT không có tổn thương gì, chỉ có tổn thương kính mờ kiểu khi ho máu sang. Còn khi mới đầu bơm nước vào rửa cá thì máu đã ra rất là nhiều. Ở trong lòng phế quản thì không ra, không có máu ra, nhưng mà ống một chút nữa thì đây vẫn là thủy giữa. Và đến bây giờ là máu ra rất là nhiều trong lòng phế quản, gần như chúng ta không nhìn thấy cái gì hơn, không thấy nhìn thấy gì nữa. Thì đứng trước một cái tình cái máu ra rất nhiều như thế thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Thì về nguyên tắc lúc khi máu ra nhiều như vậy thì huyết động bắt đầu có xu hướng giảm và SpO2 chỉ dao động khoảng từ 70-80% thôi. Thì việc đầu tiên của đối với bệnh nhân xử trí những bệnh nhân như này là thứ nhất chúng ta phải hồi sức gồm gì? Thứ nhất là bù dịch, thứ hai là đảm bảo được thông khí. Thì đối với bệnh nhân như máu chảy như thế này thì bây giờ cái thông khí thì mình chọn phương pháp nào? Bây giờ chỉ có đặt ống nội khí quản. Nội khí quản thì bây giờ chúng ta đặt ống nội khí quản các len hay là đặt ống nội khí quản bình thường. Đấy. Thì ekip đã chọn phương pháp là đặt ống nội khí quản bình thường. Thứ nhất bởi vì người ta ho máu đã ho máu lâu rồi, khoảng 3 ngày nay rồi. Và thứ hai là gì? Máu bên phải đấy, máu có xu hướng từ bên trái chảy sang rồi. Thế nên trong lòng phế quản bên phải đã có máu rồi. Thì đấy là đặt nội khí quản các len, mục đích chính là chỉ để cô lập một bên phổi. Nhưng hiện tại bên phổi, cả hai bên phổi đều có máu rồi. Thế nên chúng tôi tiến hành đặt ống nội khí quản bình thường để một kiểm soát được đường thở. Thứ hai nữa là gì? Là nếu có cần can thiệp nội soi lại thì chúng ta sẽ tiến hành nội soi trên ống đấy. Và sau khi đặt ống nội khí quản thì bù dịch thì huyết áp lên. Thì đến khoảng chiều cùng ngày thì trong quá trình cấp cứu vậy thì vì có tình trạng ngừng tuần hoàn. Ngừng tuần hoàn thì chúng ta có dùng adrenalin và ép tim 2 phút thì bệnh nhân đã có mạch trở lại. Thì lúc ấy bệnh nhân đã chẩn đoán là một cái suy hô hấp, ho máu sét đánh và ngừng tuần hoàn, áp xe phổi trái nghi là do dị vật. Thì trong chiều ngày hôm đấy thì chúng tôi có tiến hành khi huyết động ổn và kiểm soát được đường thở, SpO2 tốt thì chúng tôi có tiến hành soi lại thì máu gần như bít tắc và gần như toàn bộ phế quản bên trái và phế quản bên phải đã có máu, có rất là nhiều máu đông ở đấy rồi. Và bệnh nhân thì đã có chỉ định cắt phổi, bệnh nhân có chỉ định cắt thùy dưới của phổi trái. Khi cắt xong sau một ngày thì tình trạng bệnh nhân thì đỡ. Và đây là cái thùy của phổi, thùy trái của phổi. Và bên cạnh là có một cái dị vật, đó là xương. Và sau đó thì bệnh nhân ổn định, điều trị khoảng 11 ngày bệnh nhân ổn định, chụp lại phim phổi thì chỉ có cái tình trạng đây là cái di tích của sau cắt phổi thôi. Thì kết luận của bài trình bày của em, thứ nhất là dị vật phế quản đối với người lớn là một hiếm gặp ở người lớn, triệu chứng thì không điển hình. Thì mình có thể nghĩ đến, thứ nhất là đối với tình trạng ho máu và viêm phổi tái đi tái lại nhiều lần. Thứ hai, nội soi phế quản vừa là phương pháp để chuẩn đoán, vừa là phương pháp điều trị. Và một điểm lưu ý nữa là trong quá trình nội soi thì cần chuẩn bị tất cả các phương tiện để cấp cứu nếu có tai biến xảy ra. Bài trình bày của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.